Mới đây, một anh chàng shipper trẻ bị kiện không phải do có hành vi cưỡng bức khách nữ, mà do việc giao hàng chậm 8 phút, khiến cặp đôi trong lúc lửa tình dâng trào, không chờ đợi được, đã chiến đấu luôn và mang thai. Nữ khách hàng tên Su sống ở Tô Châu, Trung Quốc, và bạn trai đã đổ lỗi cho một người giao hàng đến muộn hơn 8 phút so với lời hứa và đang kiện anh ta 30.000 nhân dân tệ, khoảng 97 triệu đồng. Nữ khách này đặt mua bao cao su từ một dịch vụ giao hàng trực tuyến phổ biến tại Trung Quốc và nhận được câu trả lời, hàng sẽ được giao trong 20 phút tới. Trong lúc đó, Su đi tắm, còn bạn trai cô ngồi chờ đợi. Tuy nhiên, sau khi tắm xong, Su nhận được một tin nhắn nói rằng do thời tiết bất lợi, việc giao hàng có thể hơi muộn, không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Su và bạn trai đã quan hệ tình dục 28 phút sau khi Su đặt bao cao su, người giao hàng gõ cửa báo cô nhận hàng. Nhưng khi đó, cặp đôi đã yêu xong. Sau đó một tháng, Su phát hiện ra mình có thai và lập tức kết tội người giao hàng. Cô đổ lỗi cái thai trong bụng mình là do anh này gây ra. Tuy không trực tiếp, nhưng là mấu chốt vấn đề. Nếu anh ta giao hàng đúng hẹn, thì tôi đã chẳng mang thai, cô nói. Su yêu cầu người giao hàng này bồi thường chi phí y tế và chi phí mang thai đến khi sinh nở. Câu chuyện này hiện đang gây sốt trên khắp các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc. Hiện chưa có thông tin cụ thể về vụ việc rằng liệu người giao hàng này có phải bồi thường hay không. Trong cuộc đời học sinh, dù là bậc tiểu học, cơ sở hay phổ thông, sổ liên lạc luôn nằm trong số những cuốn sổ quyền lực đáng sợ nhất bên cạnh sổ đầu bài. Và mới đây, một thanh niên tiểu học lém lĩnh đã nghĩ ra biện pháp không phải đưa sổ liên lạc cho phụ huynh, đưa ông xe ôm, bà bán bánh cổng trường, ký tên là xưa rồi, cậu bé này nhờ hẳn một nhân vật lớn nhất nhà, hoàng thượng ký tên hộ. Tất nhiên chú mèo nhà cậu bé không thể cầm bút, vậy nên nó đã được cậu chủ nhỏ quệt hẳn sơn đỏ lên bàn chân rồi in vào sổ. Vấn đề chữ ký đã xong. Thế nhưng còn một vấn đề khác lớn hơn, làm sao thuyết phục được cô giáo phụ huynh của cậu bé là một con mèo. Hành động của cậu bé sau khi bị phát giác và chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều thích thú với sự ngây ngô, hài hước của cậu bé khi nhờ một con mèo ký tên hộ lên sổ liên lạc. Nhiều cư dân mạng Việt hiếu kỳ thắc mắc, không biết cuốn sổ phê bình đến cỡ nào mà khiến cậu nhóc này phải ra hạ sách ấy.